Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng kết 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật hưởng ứng 10 năm ngày pháp luật Việt Nam và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022. Đại hội khuyến học tỉnh đề ra nhiều mục tiêu thực hiện công tác khuyến học khuyến tài trong nhiệm kỳ tới. Người nông dân ở xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ nuôi thành công cua lông. Nhiều xã tại huyện Quái Châu tích cực chuyển đổi số. Các địa phương tiếp tục xử lý giải tỏa vi phạm trên đất nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật hưởng ứng 10 năm ngày pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11 năm 2012, mùng 9 tháng 11 năm 2022 và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 15.000 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật, hơn 1.300.000 lượt người được tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật. Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn việc thực hiện ngày pháp luật, tổ chức cuộc thi tìm hiểu hiến pháp năm 2013, biên soạn hàng chục nghìn bộ đề cương tuyên truyền, sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành 30.000 cuốn Tư pháp Hưng Yên phổ biến giáo dục pháp luật, đăng tải hàng trăm tin bài tài liệu tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của sở để các cơ quan đơn vị địa phương tham khảo, xây dựng và phát hành hàng nghìn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật. Mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 1 tháng 10 đến 24 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2022, triển khai đồng bộ tới 100% cơ quan đơn vị cấp tỉnh và 10 trên 10 huyện thị xã thành phố. Qua đó đã có hơn 18.000 người đăng ký với hơn 30.000 lượt tham gia dự thi. Căn cứ kết quả chấm điểm tự động, ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn được 21 cá nhân đoạt giải. Hàng ngày em cũng đã tham gia tại cơ quan, mỗi ngày em dành 10 phút để tham gia và khi về nhà thì em cũng tham gia một lần. Và trên cơ sở cái hàng ngày, kết quả hàng ngày mà nghiên cứu các số lượt của mọi người tham gia thì từ đó em cũng đưa ra cái số dự đoán, số người mà trả lời đúng các câu hỏi để có đạt kết quả cuộc thi như ngày hôm nay. Qua cuộc thi này thì cán bộ, hội viên phụ nữ chúng em cũng như nhân dân sẽ nắm thêm các kiến thức về các cái lĩnh vực khác trong đời sống xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận kết quả đạt được cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật 10 năm qua, đồng thời yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành gắn nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật với trách nhiệm chung trong thực hiện hoạt động quản lý nhà nước của mỗi cơ quan đơn vị địa phương, chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật cho các nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế trên địa bàn tỉnh, nhất là người nghèo và đối tượng chính sách, người lao động trong doanh nghiệp. Các mục tiêu nhiệm vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động ở từng cơ quan đơn vị gắn với công tác thi đua. Phát huy vai trò trách nhiệm của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp, tăng cường công tác tham mưu, văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành nào, ngành đó phải chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật tại địa phương, đơn vị. Hôm nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội khuyến học tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5 nhiệm kỳ 2022-2027 và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Trung ương Hội khuyến học Việt Nam. Nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học tỉnh đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng hoạt động. Toàn tỉnh có gần 5.200 tổ chức hội với hơn 220.000 hội viên. Hiện có gần 270.000 gia đình học tập, trên 1.300 dòng họ học tập, 745 cộng đồng học tập. Trong nhiệm kỳ, Quỹ khuyến học tỉnh mang tên Quỹ khuyến học tô hiệu tích cực vận động các tổ chức đơn vị hảo tâm tài trợ học bổng giúp đỡ cho học sinh nghèo, khuyết tật và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ khuyến học các cấp trong tỉnh đã huy động được 44,5 tỷ đồng trao học bổng cho gần 11.000 học sinh, sinh viên, giáo viên. Nhiệm kỳ tới, Hội khuyến học tỉnh đặt ra 10 nhóm mục tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ cụ thể để phát triển và nâng cao chất lượng công tác hội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội khuyến học tỉnh khóa 5 nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 38 thành viên. Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh khóa 4, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh khóa 5.
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đề nghị Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, triển khai phong trào học tập suốt đời và xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030, góp phần hội nhập quốc tế và thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của tỉnh, các tổ chức cá nhân nhận thức sâu sắc khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với công tác phát triển nguồn lực và yêu cầu về đổi mới giáo dục đào tạo. Dành nhiều hơn các điều kiện, nguồn lực trong công tác khuyến học khuyến tài, quan tâm chia sẻ để các hoạt động khuyến học được triển khai ngày càng rộng khắp, lan tỏa. Giáo dục đào tạo đấy thì tiếp tục là phối hợp chặt chẽ hơn với Hội Khuyến học tỉnh, nhất là trong cái việc xây dựng các cái cụ thể hóa các cái nội dung, các cái hoạt động xây dựng và nhân rộng cái mô hình gia đình học tập, thế rồi dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, thế rồi công dân học tập. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng trao tặng huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước cho Hội Khuyến học tỉnh. Tại đại hội, các cá nhân tập thể có thành tích nổi bật cho phong trào khuyến học đã nhận được khen thưởng của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chiều qua, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 11 năm 2022 của chi bộ tổ dân phố Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Chi bộ tổ dân phố Chùa Chuông hiện có 82 đảng viên tham gia sinh hoạt. Qua đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong tháng 11, chi bộ tiếp tục chỉ đạo các chi hội đoàn thể tuyên truyền đoàn viên, hội viên thực hiện tốt công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, chương trình chiều thứ 6 vì môi trường thành phố sạch đẹp, tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, chuẩn bị kiểm điểm đảng viên năm 2022 theo kế hoạch đề ra. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Thành ủy Hưng Yên đề nghị thời gian tới, chi bộ cần tiếp tục triển khai sinh hoạt thường kỳ theo hướng dẫn của các cấp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chi bộ cần quan tâm tới công tác phát triển đảng viên mới, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm điểm đảng viên năm 2022, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Hôm nay, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2022. Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, trong năm 2022, các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều cơ bản được khẩn trương điều tra làm rõ. Công tác phòng chống tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn quốc đã điều tra, khám phá trên 35.400 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó án rất nghiêm trọng đạt 95,12%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,27%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm giết người, lừa đảo tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, kinh tế, buôn lậu. Đáng chú ý là các vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ tăng tới 40,97%. Theo báo cáo của Chính phủ, thì hiện nay toàn quốc có trên 200.000 người nghiện ma túy, trong đó có trên 100.000 người ở ngoài cộng đồng, trên 52.000 người sử dụng trái phép chất ma túy. Ma túy thực sự đang là tội phạm của các loài tội phạm. Tôi thấy vấn đề này cần phải hết sức quan tâm. Tội phạm về công nghệ cao, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong xã hội. Thực tế, việc điều tra khám phá loại tội phạm này chiếm tỷ lệ thấp và thường kéo dài. Tình trạng quản lý sử dụng các tài khoản của các cá nhân, các tổ chức tín dụng chưa được chặt chẽ. Cụ thể, việc mua bán các tài khoản vẫn diễn ra công khai trên các mạng xã hội. Để khắc phục các tồn tại nêu trên, tôi xin đề xuất cần có cơ chế quản lý chặt chẽ trong việc phát hành các tài khoản, việc sử dụng các tài khoản của các cá nhân, có chế tài xử lý nghiêm minh các trường hợp mua bán tài khoản, làm giả giấy tờ để mở các tài khoản tại ngân hàng, tăng cường công tác quản lý các tổ chức tín dụng đối với các tài khoản đã phát hành, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ việc mở các tài khoản của các tổ chức tín dụng.
Phát biểu thảo luận tại phiên họp, nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị với Chính phủ cần chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác điều tra xử lý tội phạm, khẩn trương chỉ đạo việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia theo dõi về việc xử lý vi phạm hành chính trên phạm vi toàn quốc, nâng cao tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố nhằm đạt yêu cầu theo nghị quyết số 96 của Quốc hội, cần làm rõ những bất cập cho công tác quản lý nhà nước để có giải pháp hạn chế phát sinh vi phạm và tội phạm. Khi nhìn nhận tính chất phức tạp của các hành vi tội phạm, nhất là các loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận, nguyên nhân chủ yếu là do mâu thuẫn hay là thù tức cá nhân. Đây là yếu tố tiêu cực của chính người phạm tội. Đáng báo động là nhiều nhóm thanh niên, thiếu niên và người thân trong gia đình bột phát đánh nhau gây thương tích hoặc là sát hại lẫn nhau, mà động cơ chủ yếu là từ những mâu thuẫn trong cuộc sống, tranh chấp đất đai, thù tức cá nhân, ảo giác do sử dụng ma túy, sống ảo trên mạng xã hội đã để lại hậu quả khôn lường. Và điều đáng lo ngại là nguyên nhân này có xu hướng gia tăng, trở thành nỗi lo của xã hội. Phòng ngừa nguyên nhân này có ý nghĩa rất lớn trong đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong đó cần kết hợp giữa phòng ngừa, tuyên truyền giáo dục với đấu tranh trấn áp, chú trọng phòng ngừa từ gia đình, nhà trường và cơ sở. Phát hiện sớm và hóa giải những mâu thuẫn mới phát sinh, không để tích tụ kéo dài. Phát hiện, ngăn chặn và loại trừ các điều kiện nguyên nhân phát sinh tội phạm ngay tại cơ sở. Nhiều đại biểu Quốc hội cũng kiến nghị cần ban hành chính sách biện pháp cụ thể nhằm phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đấu tranh triệt phá tội phạm ma túy. Các cơ quan tư pháp áp dụng đúng quy định của pháp luật về các biện pháp ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất, tiến tới không để xảy ra trường hợp bị oan trong giai đoạn điều tra, đẩy mạnh tổ chức phiên tòa trực tuyến. Sau một năm triển khai thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 còn nhiều hạn chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau. Trước hết cần tăng cường tuyên truyền, vận động khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân tích cực tham gia đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp hiện đại nhanh bền vững với bảo vệ môi trường sinh thái, chú trọng xúc tiến đầu tư thương mại, tạo đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 nhằm đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất. Tập trung triển khai các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã có chủ trương đầu tư và phù hợp với quy hoạch, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến hiện đại, đồng thời tăng cường liên kết, hợp tác kinh doanh, phát triển các chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, tạo bước đột phá trong tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, anh Lưu Văn Dũng ở thôn Thọ Lão, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ được biết tới là người đầu tiên của tỉnh Hưng Yên nuôi con cua lông, thường gọi là con cà ra trong nước ngọt, và bước đầu đã thu được lợi nhuận cao. Với kinh nghiệm gần 20 năm chăn nuôi thủy sản, trang trại thả cá gần 9 hectare thu lãi 4 tỷ đồng một năm. Đầu năm 2021, anh đem giống cua lông về nuôi. Lũ cua đầu tiên, anh đã thu lãi khoảng 150 triệu đồng. Hiện nay, anh Dũng đang nuôi 3 tạ cua lông trên bể và dưới ao với tổng diện tích 2.000 m². Anh Dũng thường xuyên tới các vùng nước lợ như Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng để chọn giống cua lông. Đặc biệt, cua lông là loài lớn nhanh khi được cho ăn bằng cám viên, trong điều kiện môi trường nước luôn được làm sạch bằng men vi sinh. Giá cua từ 300 đến 500 nghìn đồng kg. Nếu việc nuôi giống cua này được mở rộng, sẽ có phần hạn chế việc đánh bắt cua trong môi trường tự nhiên. Cái môi trường nuôi trồng thủy sản ở xã Hưng rất là tốt, thuận lợi nhất là nguồn nước đảm bảo được con cua rất tốt. Trong những năm tiếp theo đây thì chúng tôi đã mở rộng ra những các hộ thành viên hợp tác xã khoảng 5 đến 6 ha nuôi con cua có giá trị kinh tế cao để đảm bảo cái thu nhập của bà con. Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, là yêu cầu khách quan của sự phát triển. Thời gian qua, các xã của huyện Khoái Châu đã tích cực thực hiện chuyển đổi số với nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu yêu cầu nhiệm vụ về phát triển chính quyền số. Bình Kiều là một xã thuần nông,
việc tiếp cận công nghệ thông tin của người dân địa phương còn nhiều hạn chế. Để khắc phục tình trạng người dân thờ ơ với việc thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, trong hơn một tháng qua, cùng với việc lồng ghép tuyên truyền về thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trong các hội nghị, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tổ công nghệ số cộng đồng của các thôn đã thường xuyên đến từng hộ dân, hướng dẫn cách tạo tài khoản, đăng nhập và thao tác thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công. Tôi làm thủ tục giấy khai sinh cho cháu, thì tôi vào cái dịch vụ là công trực tuyến. Tôi làm theo các cái hướng dẫn ở trong đó. Ban đầu thì mình nghĩ là có tuổi cũng rất là khó tìm những cái này, nhưng khi tức là mở ra và tìm hiểu dần thì tôi thấy là dần dần nó cũng thành, nó quen hết tất cả. Đối với tổ tuyên truyền chúng tôi cũng rất mong muốn là cái số lượng của người dân trên địa bàn xã được sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngày càng cao, vừa giảm tải cho được thời gian người dân đi lại và cho các cơ quan nhà nước giảm đi rất nhiều thời gian khi tiếp công dân, và cái chất lượng mà để trả kết quả cho công dân sẽ được cao hơn và kịp thời hơn. Được biết, số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của xã Bình Kiều trong tháng 10 là gần 250 hồ sơ trên tổng số hơn 300 hồ sơ trực tuyến của năm 2022. Là địa phương đông dân, kinh tế phát triển khá của huyện Khoái Châu, thời gian qua, xã Đông Kết đã nỗ lực xây dựng chính quyền số để kịp thời giải quyết các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hiện các bộ phận làm việc tại xã có 18 bộ máy tính, 3 máy scan đáp ứng tốt việc đưa các hoạt động của chính quyền lên môi trường số, vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số để có khả năng cung cấp dịch vụ công ngày càng chất lượng hơn. Xã Đông Kết có hơn 1.100 hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên tổng số hơn 2.200 hồ sơ đã tiếp nhận và xử lý từ đầu năm đến nay. Tôi được các công chức, viên chức của Ủy ban xã Đông Kết hướng dẫn rất là nhiệt tình, và qua đó còn hướng dẫn sử dụng cái dịch vụ đăng ký qua mạng rất là thuận tiện. Chúng tôi ở đây thường xuyên là phải tự tìm tòi học hỏi cũng như là tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, đồng thời nhiệt tình hướng dẫn bà con nhân dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Hiện nay thì đối với xã Đông Kết thì đang tiếp tục bám sát với các cái mục tiêu mà các kế hoạch của tỉnh, của huyện đã đề ra theo các mức độ, cấp độ khác nhau. Đây là một trong những cái giảm tải cho cái lượng, thời lượng làm việc cho đội ngũ cán bộ công chức, tạo điều kiện tối đa cho người dân trong quá trình không nhất thiết phải đến tại công sở. Hiện nay, chính quyền điện tử, chính quyền số được huyện Khoái Châu triển khai thống nhất từ huyện đến các xã, thị trấn. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 đạt trên 80%. Tính đến tháng 9 năm 2022, số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt trên 42.000 hồ sơ. Việc đưa mọi hoạt động lên môi trường số tạo ra một không gian hoạt động hoàn toàn mới, làm thay đổi cách vận hành công việc và cuộc sống, tạo sự phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ và bền vững. Tiếp theo là thông tin về xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ và xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ cương quyết xử lý giải tỏa các vi phạm trên đất nông nghiệp. Hai hộ vi phạm là ông Đặng Trung Hợp và ông Nguyễn Thành Đồng vi phạm xây dựng nhà xưởng sản xuất là mái che, mái bẩy, sân bê tông trên đất nông nghiệp với tổng diện tích trên 1.800 m². Những vi phạm này đã tồn tại nhiều năm, gây bức xúc và ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông địa bàn. Trước đó, Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hai hộ gia đình này và yêu cầu tự tháo dỡ công trình vi phạm. Đến hết thời hạn tự tháo dỡ, hai gia đình này vẫn không chấp hành. Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ đã ra quyết định cưỡng chế hai hộ trên tháo dỡ toàn bộ nhà xưởng, trả lại mặt bằng theo kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đợt này, xã Hưng Đạo xử lý các vi phạm từ năm 2014 đến 2017, chủ yếu là chuồng trại và nhà tạm nằm tại thôn Xuân Điểm với tổng diện tích gần 500 m². Trong đó có hộ ông Lương Quốc Phòng với diện tích hơn 100 m², ông Trần Sĩ Mỹ với diện tích hơn 80 m². Các công trình giải tỏa đều được người dân đồng ý tự nguyện tháo dỡ và được chính quyền địa phương đến hỗ trợ, dự kiến sẽ hoàn thành trong 2 ngày tới. Ngoài ra, từ đầu năm, xã cũng đã vận động được 5 hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp. Như vậy, xã vẫn còn 29 trường hợp vi phạm nữa chưa được xử lý, hầu hết từ trước năm 2014. Trong quá trình hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình vi phạm, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các hộ ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đất đai và chống tái vi phạm. Ngoài ra, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động từ nay đến cuối năm, xã sẽ xử lý hết các trường hợp vi phạm còn tồn đọng. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 11 giờ trưa nay trên đường DT378 đoạn qua xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Theo người dân cho biết, thời điểm xảy ra va chạm xe ô tô mang biển kiểm soát 29C-19318.
do nam thanh niên quê xã Bảo Khê điều khiển đang lưu thông theo hướng từ Hà Nội về Hưng Yên đã va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 89A50555 do một học sinh sinh năm 2007 quê ở xã Ngọc Thanh huyện Kim Động di chuyển theo hướng từ Hưng Yên lên Hà Nội. Hậu quả khiến em học sinh điều khiển xe mô tô tử vong tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 247HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.